kế sáng tạo kiểu gì vậy? Thuần phong văn hóa ở đâu? Không nói về ý nghĩa, chỉ riêng về thẩm mỹ thôi là đã thấy không cùng tiếng nói rồi. Sáng tạo không có giới hạn, nhưng văn hóa, truyền thống thì có. Thật sự không biết hay và đẹp ở điểm nào. Hôm 8 tháng 5 năm 2023, loạt ảnh về bộ sưu tập thời trang của người mẫu, nhà thiết kế tượng danh lan truyền trên mạng xã hội. Được biết, đây là show diễn New Traditional, tạm dịch là truyền thống mới, tổ chức tối 6 tháng 5 năm 2023 tại thành phố Thủ Đức. Trong loạt ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, đáng chú ý là khoảnh khắc người mẫu diện áo yếm cách tân, lộ hết phần lưng và vòng ba. Nhiều dân mạng còn đặc biệt phẫn nộ khi nhà thiết kế này kết hợp bộ trang phục với nón quai thao và cho rằng những hình ảnh này là phản cảm và không phù hợp. Số ít dân mạng khen ngợi sự sáng tạo của nhà thiết kế. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, nhà thiết kế Sĩ Hoàng cho biết ông có nguyên tắc không nhận xét, góp ý gì về đồng nghiệp, cho dù đó là học trò của mình. Song với những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, ông cho rằng làm về thời trang là để giới thiệu tác phẩm của mình với công chúng để được đón nhận, sử dụng và người giám khảo cao nhất là công chúng. Việc khai thác kho tàng văn hóa dân tộc cũng cần cẩn trọng chứ không thể tùy tiện. Trong khi đó, nhà thiết kế Minh Châu bày tỏ sự bức xúc khi theo dõi những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội. Minh Châu cho rằng việc lấy cớ sáng tạo để biện minh cho những hình ảnh phản cảm này là không nên. Anh bức xúc cho rằng đã là văn hóa thì sáng tạo cần tôn trọng, không phải lợi dụng từ sáng tạo để tạo nên ý kiến trái chiều. Được biết, người mẫu Tường Danh chính là nhà thiết kế kiêm giám đốc nghệ thuật của bộ sưu tập. Tường Danh đến từ tỉnh Lâm Đồng và từng vào top 14 Miss International Queen Việt Nam, tức Hoa hậu chuyển giới Việt Nam năm 2020. Gần đây, Tường Danh lấn sân thiết kế, sáng lập thương hiệu thời trang riêng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.